Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 1435 đến 1440. Bắt đầu tập 1435. Một tòa khắp nơi xanh ngát núi rừng bên trên, đột nhiên thoáng qua hai đạo độn quang, rơi vào trong đó. Ánh sáng thu liễm, hiện ra hai đạo thân hình, chính là Diệp Thần cùng Long Tiêu. Cô đông cô đông nổi bọt tiếng, truyền vào hai người trong tay ở trước người hai người cách đó không xa, ấm áp hơi nước tràn ngập, hơi nước bên trong là một nơi thỉnh thoảng sôi trào thiên nhiên suối nước nóng. Nơi này chính là vậy rõ ràng sát suối chỗ. Rõ ràng sát suối khoảng cách long gia nơi tới quá gần, chắc hẳn ban đầu gia chủ long gia ở chỗ này thành lập gia tộc, chính là vì cái này rõ ràng sát suối đi. Diệp thần đối với Long Tiêu nói, ngươi sở dĩ không cách nào tu hành, chủ yếu là bởi vì có phong sát thân thể võ giả, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau đó cần thu nạp nhất định sát khí dồi dào trong cơ thể. Phong sát thân thể tác dụng, không chỉ là phong sát, còn có chiếm đoạt sát khí, cường hóa tự thân năng lực, lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không cách nào tự do khống chế, mà phong sát thân thể không hấp thu được sát khí, liền sẽ đem người luyện vào bên trong cơ thể thiên địa linh khí chiếm đoạt, lấy cường hóa tự thân, cái này cũng chính là ngươi tu vi một mực không cách nào có chút tiến triển nguyên nhân. Hắn khẽ mỉm cười nói, bất quá cứ như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có lợi, thiên địa linh khí đối với ngươi mặc dù không có sát khí hiệu quả tốt như vậy, nhưng trong vô hình, ngươi thể chất vẫn là tăng cường thật nhiều, ngươi tu võ căn cơ, vậy sẽ vô cùng là vững chắc. Diệp thần vung tay lên, quan tài băng rơi xuống đất, hắn từ quan tài băng bên trong, ôm lấy lòng tĩnh nhiên, hướng về phía lòng tiêu nói. Tiếp theo, ta sẽ mang tĩnh nhiên, tiến vào cái này rõ ràng sát suối bên trong, ngươi đứng ở bên suối, dựa theo ta dạy ngươi phương pháp, kích thích phong sát thân thể dẫn động tĩnh nhiên trong cơ thể cực sát chi khí là được nàng trong cơ thể sát khí quá nồng đậm cho dù cái này rõ ràng sát suối cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiêu rõ ràng ở suối bên trong quá nguy hiểm cho dù là một chút tàn mát ra sát khí vậy đủ nguy phong sát thân thể hấp thu long tiêu trịnh trọng gật đầu một cái nói ừ ta hiểu ý diệp thần gật đầu một cái ôm long tĩnh nhiên thân thể mềm mại bước vào suối nước nóng hắn đôi tay vòng ở long tĩnh nhiên eo nhỏ nhắn đem nàng vậy vô cùng là thất tha ngọc thể. Ngâm không có ở nóng bỏng nước suối bên trong, cùng mình thân thể, xích sao tương gián, chỉ đem nàng tú thủ, lộ ở trên mặt nước. Hắn làm như vậy, có thể không phải là vì và Long Tĩnh Nhiên uyên ương nghịch nước, Long Tĩnh Nhiên trong cơ thể cực sát chi khí, quá nồng đậm, căn bản không phải phổ thông sát khí có thể so sánh. Cho dù có cái này rõ ràng sát suối, cũng không cách nào hoàn toàn đem sát khí tiêu rõ ràng, diệp thân cùng trung tiến vào suối bên trong, chính là vì trấn áp sát khí, Phòng ngừa sát khí nổ tung. Diệp Thần quay đầu hướng về phía Long Tiêu nói, "Bắt đầu đi." Long Tiêu gật đầu một cái, thân sắc ngưng trọng, linh lực lấy kỳ dị phương thức tràn vào mỗi cái huyệt vị, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hướng về phía suối nước nóng bên trong Long Tĩnh Nghiên, xa xa một chút. Âm một tiếng vang thật lớn, từ rõ ràng sát suối bên trong phát ra, kinh thiên sát khí cuồng trào ra, trong chốc lát, rõ ràng sát suối nước suối đều hóa thành đen nhánh vẻ. Nhưng vẫn có sát khí từ nước suối bên trong sông ra. Cái này rõ ràng sát suối, lại thì không cách nào hoàn toàn đem cực sát chi khí áp chế. Long Tiêu sắc mặt biến, trong nháy mắt lại là vô cùng trắng bệch, trong tay pháp quyết không ngừng run rẩy, vậy cực sát chi khí, chân thực quá khủng bố, cho dù hắn có phong sát thân thể, có thể hắn hôm nay tu vi, căn bản liền từng tia cũng không cách nào điều khiển à. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, một đạo huyết quang từ sau lưng dâng lên, treo ở rõ ràng sát suối bầu trời chính là diệp thần chui này sát kiếm. Hắn cũng dậy kiếm chỉ, hướng về phía sát kiếm nhất điểm, cả người linh lực hóa thành hàng dài, dưới vào sát kiếm bên trong. Nháy mắt tức thì, sát kiếm bên trên, màu máu phủ văn ánh sáng lớn thả, đem vậy cùng bạo cực sát chi khí, chấn áp xuống. Đây là, Long Tiêu mới là thần sắc buông lỏng một chút, ngay sau đó, mặt như vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù, phần lớn sát khí đều bị Diệp Thần chấn ép vào rõ ràng sát suối bên trong, nhưng vẫn là có từng tia tàn mát ra. Cái này từng tia cực sát chi khí, bị long tiêu phong sát thân thể hấp dẫn, bướm bay dập lửa vậy. Tràn vào long tiêu trong cơ thể, trong nháy mắt, long tiêu liền cảm giác, mình tu vi, thể chất, lại đều là ở mơ hồ tăng cường. Hiệu quả, thái minh lộ vẻ. Mấy giờ sau đó, rõ ràng sát suối nước suối, đã đen thui như mực, xanh xịt vô cùng, diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, đối với long tiêu nói. Long tiêu, hôm nay tới đây thôi đi, cái này rõ ràng sát suối đã đạt đến trạng thái bão hòa, cần phải mấy ngày thời gian, đem cực sát chi khí hóa giải, đến lúc đó chúng ta lại tiến hành rõ ràng sát. Ngươi đi về trước, ta đem cái này rõ ràng sát suối xử lý một chút. Long tĩnh nhiên trong cơ thể sát khí quá mạnh mẽ, không phải một lần là có thể toàn bộ hóa giải. Diệp thần phỏng đoán phải đem sát khí tiêu giảm đến có thể để cho Long tĩnh nhiên tỉnh lại trình độ, đại khái, cần 10 ngày đến một tháng thời gian. Long tiêu gật đầu một cái, vừa thu lại pháp quyết, hắn lúc này vô cùng hưng phấn, ngắn ngủi này mấy giờ tu luyện, so hắn trước kia bế quan một tháng, hiệu quả còn muốn tốt à. Hắn trong mắt, bùng nổ một đạo tinh quang, đã từng là thiên huy thành đệ nhất thiên tài, muốn trở về. Hơn nữa, là lấy hơn nữa nghịch thiên tư thái trở về. Mà hết thảy các thứ này, mặc dù có thể thực hiện đều là bởi vì Diệp Thần. Diệp Thần dễ dàng như vậy liền thay đổi Long Tiêu vận mệnh. Long Tiêu nhìn trong nước nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính hắn từ thiên tài lâm vào là phế vật lúc đó vô số lần hướng trời hướng chư thần cầu xin để cho bản thân có thay đổi nhưng mà đâu vô luận hắn như thế nào thành khẩn cầu nguyện thực tế nhưng vẫn tàn khốc hết thảy liên thành không thay đổi vốn là hắn cơ hồ đã tuyệt vọng cho đến diệp thần xuất hiện đối với long tiêu mà nói diệp thần chính là trời diệp thần chính là thần hắn không tin trời tin diệp thần cùng long tiêu rời đi sau đó rõ ràng sát suối chỉ còn lại diệp thần và long tĩnh nghiên hai người long tĩnh nghiên tròng mắt đóng chặt sát khí vườn quanh ngược lại có chút tiếc nuối diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái từ trong nước dự định đem long tĩnh nghiên ôm ra đột nhiên rõ ràng sát suối một đoàn cuồng phách chi khí phun trào toàn bộ rõ ràng sát dị thường cuồng bạo giống như một viên lựu đạn định giờ vậy mà diệp thần thân thể vậy ngưng động tác hắn biết mình một khi có động tác cái này rõ ràng sát suối tất nhiên sẽ nổ tung đến lúc đó mình có lẽ có thể may mắn sống sót nhưng là long tĩnh nhiên đâu hẳn phải chết không thể nghi ngờ chắc hẳn cái này rõ ràng sát suối lâu dài không người đụng chạm mà hai người bọn họ tiến vào phá hư nơi này thăng bằng lần kế có lẽ liền ổn định nhưng mấu chốt hắn phải có tư cách sống sót à diệp thần hô hấp nặng nề hắn quanh thân linh lực ngưng tụ muốn tạo thành một đạo bình phong che chở, bọc hai người. Thân thể hai người càng phát ra dán chặt. Thậm chí Diệp Thần có thể cảm nhận được trước người dâng trào và mềm mại. Cái này quy mô quá kinh người. Và Tôn Di đều không xính hơn để cho. Diệp Thần ngưng tụ tâm thần, không nghĩ nhiều nữa. Đột nhiên, rõ ràng sát suối bên trong nước khuấy động. Uyển như mây gió phun trào. Từng đạo nước suối sông lên trời, xe kéo, kinh khủng hơn lúc đó, Diệp Thần và Long Tĩnh Nhiên quần áo hoàn toàn không chịu nổi áp lực này. Lại đôi đôi biến dạng. Hai người hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau. Không có một vật. Diệp Thần thậm chí có thể cảm giác được hai người dán chặt cảm giác, cả người huyết mạch đều phải thiêu đốt. Hắn cuối cùng là một người đàn ông à. Như vậy chỉ vào, làm sao ăn tiêu? Ừ ngã. Quỷ dị hơn phải, hôn mê Long Tĩnh Nhiên lại kỳ tích vậy phát ra một giọng nói gò má đỏ ửng như mềm mại hoa tươi vậy. Vậy sóng lớn mãnh liệt đôi vật lại là ở trong nước không ngừng kích thích Diệp Thần tâm thần. Ước chừng một nén nhang thời gian. Rõ ràng sát suối mới trở về bình tĩnh. Diệp Thần một mặt lúng túng, chợt lao ra mặt nước, lần nữa cầm ra một bộ y phục mặc tốt. Đồng thời đem trong ngực long tĩnh nhiên vậy gói xong, bỏ vào ngọc quan bên trong. Diệp Thần chậm rãi thở ra một hơi, như vậy vóc người nóng bỏng, thật là tuyệt vật à. Như Long tĩnh nhiên là hắn người phụ nữ, hắn có lẽ sẽ không khống chế được. Nhưng hai người không có bất luận quan hệ gì, Diệp Thần liền sẽ coi giữ đạo tâm. 10 ngày sau Diệp Thần lúc này đang Long gia dinh bên trong tu luyện, cái này 10 ngày tới hắn cùng Long Tiêu tổng cộng đi 3 lần rõ ràng sát suối. Hiệu quả, ngược lại để cho Diệp Thần khá là hài lòng. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần thần xác động một cái, hướng một cái hướng khác nhìn khóe miệng, nâng lên một chút nụ cười thản nhiên. Rốt cuộc, tới sao? Ngay tại lúc này, một đạo tuyệt mạnh chấn động tủng hơi thở, từ trên trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ long gia. Vô số long gia võ giả, người làm, đều ở đây hơi thở này bên trong, không cách nào khống chế run rẩy. Gia chủ long gia sắc mặt cuồng biến, cái này, hơi thở này ừ. Hàn khắc không cho chậm mang một đám cung phụ, trưởng lão, đi tới tiền viện, chỉ gặp giữa không trung bên trong, đứng thẳng hai đạo thân ảnh, lơ lửng hai đạo thân ảnh. Một người mặt mũi anh tuấn, khí chất yêu nhã, chính là hôm nay Thiên Huy thành đệ nhất thiên tài, Ngô gia nhị công tử Ngô Lục Nguyên. Mà một người khác, chính là một người vóc người cao gầy, xương gò má vượt trội, sắc mặt thảm trắng, cả người âm khí bốn phía áo bảo đen nam tử. Long ra mọi người, thấy cái này người đàn ông áo bảo đen ngay tức thì, đều là cả người run lên, tâm đảm tất cả hàn. Người này, không phải nhiều năm trước, liền đi một cùng tông môn thiên thi dạy tu hành ngô gia đại công tử ngô phi sao. Hắn, tại sao trở lại? Hơn nữa, còn một bộ khí thế hung hăng hình dáng, đến long ra tới. Mấu chốt nhất là, ngô phi tu vi. Ngô phi, bất ngờ đã là một người hỗn độn cảnh tầng 8 thiên tồn tại à. Hơn nữa, mắt mâu bên trong, kim mang lóng lánh, hiển nhiên là một người cổ thần thể thiên tài. Mọi người thần hồn đều phải bị hù được tiêu tán. Long dược rè dặt nhìn một cái Ngô Phi, thần sắc vô cùng cung kính thì lễ nói: Hai vị Ngô công tử, lần này tới Long gia là có chuyện gì không? Ngô Phi không nói gì, chỉ là nhàn nhạt, nhạt quét hắn một mắt, mà một bên Ngô Lục Nguyên chính là cười lạnh một tiếng nói: Long gia chủ thật là lớn uy phong à? Long dược sững sốt một chút, uy phong, mình thái độ đều đã muốn hèn mọn đến bụi bậm trong, ở đâu ra uy phong? Hắn ngượng ngùng nói: Ngô nhị công tử. Đại hạ có chút không để ý tới rõ ràng suy nghĩ của ngài. Ngô Lục Nguyên sắc mặt run lên nói, lão già kia, thấy đại ca ta, ngươi còn dám đứng nói chuyện, không phải uy phong là cái gì? Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Cái này Ngô Lục Nguyên, bá đạo như vậy. Đứng nói chuyện, coi như uy phong, nói cách khác, bọn họ vốn nên là quỷ. Cái này, cũng quá khi dễ người. Long gia mặc dù ở thứ nhất thần quốc không coi vào đâu thế lực lớn, có thể Long Dược cũng tốt ngạt là một người gia chủ à. Long Dược cả người toát ra mồ hôi lạnh, sau một hồi trầm mặc, hai đầu gối mềm nhũn, lại là thật cứ như vậy, quỳ xuống ở Ngô gia hai người trước mặt. Không quỳ, có thể làm gì? Chỉ có thể chết mà thôi. Còn như Tôn Nghiêm, ha ha. Chết được có Tôn Nghiêm thì không phải là đã chết rồi sao? Ngô Phi đây là mới âm xâm sâm mở miệng nói, kêu Long Tiêu cùng hắn mang về tên kia tiểu tử cút ra đây. Long Dược nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt vô cùng vẻ oán độc. Ngô Phi cùng Ngô Lục Nguyên lại là Long Tiêu cùng Diệp Thần trêu chọc. bọn họ hại được từ mình nhi tử đạo tâm tan vỡ ba nghìn năm còn chưa đủ, còn phải cho Long ra mang đến này cùng đại địch. Nếu không phải bọn họ, mình vậy không cần như vậy ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Hắn hiện tại hận không được Ngô Phi đem Diệp Thần cùng Long Tiêu trực tiếp bẩm thay vạn đoạn. Long Dược vừa quay đầu hướng về phía sau lưng chợt quát lên: Long Tiêu, mang ngươi cái đó quý khách cho Ngô công tử cút ra đây. Ngay tại lúc này, hai bóng người chớp mắt xuất hiện ở tiền viện bên trong, chính là Long Tiêu cùng Diệp Thần. Long Dược chỉ một cái hai người, lấy lòng tựa như đối với Ngô Phi tươi cười nói: Ngô công tử, cái này hai người trêu chọc ngài, tại hạ là một mực không biết à, như là biết nói, sớm đã đem bọn họ đặt tới ngô phủ, tới cửa tạ tội. Làm sao có thể làm phiền ngài tôn giá đích thân tới đâu? Ngài tùy ý xử trí bọn họ chính là, ta long ra tuyệt đối dơ hai tay tán thành. Không bằng nói, tại hạ vậy đã sớm muốn cho cái này hai người chết đi. Hắn chặt chẽ nhìn chầm chầm long tiêu cùng diệp thần, cuối cùng những lời này, ngược lại là hắn lời trong lòng. Lúc này, diệp thần cùng long tiêu, bị ngô phi để mắt tới, long dược trong lòng, ngược lại vô cùng là mừng rỡ, sảng khoái. Cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử, chính là lại nghịch thiên, cũng không khả năng là Ngô Phi đối thủ chứ. Hắn nhi tử biến thành như vậy, Long dược ngoài miệng không nói, trong lòng đã đem Diệp Thần cực hận. Hiện tại, con trai hắn thủ có thể báo. Ngô Phi mặt không thay đổi mắt nhìn xuống Diệp Thần hai người, lạnh lùng nói, "Ngươi hai người, thấy ta vì sao không quỷ?" Hắn, nhưng mà Thiên thi dạy đệ tử chân truyền, ở Thiên Huy thành cái này cùng thành nhỏ bên trong, chính là thượng đế giống vậy tồn tại à, huống chi, hiện tại, hắn còn thức tỉnh cổ thần thể. Cho dù là tông môn bên trong trưởng bối, cường giả, đối với hắn đều phải lễ nhượng ba phần. Vì vậy, nguyên bản liền cực kỳ tự phụ ngô phi, hắn kiêu ngạo, lại là cao tăng đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Một tên phế vật và một cái nước khác chảm ách cảnh con kiến hôi, thấy mình lại không quỷ. Không quỷ, ở ngô phi xem ra, chính là đối với hắn thân phận làm nhục diệp thần thần sắc nhàn nhạt, nhạt mà long tiêu chính là phốc thử một tiếng trực tiếp bật cười lên long tiêu đầy mắt vẻ trào phúng nhìn ngô phi hỗn độn cảnh tầng tám thiên cổ thần thể thiên tài từ kiến thức diệp thần vậy thực lực kinh khủng sau đó long tiêu đã sớm đối với mạnh mẽ có toàn nhận thức mới cái này ngô phi mạnh sao có thể mạnh nhất đi nhưng ở diệp thần trước mặt liền làm một con chó tư cách cũng không có ngô phi trong mắt hàn mang chớp mắt cả người sát ý bùng nổ, lửa giận sôi trào, hơi thở cáu kỉnh, hắn ngưng mắt nhìn Long Tiêu, uy nghiêm nói, ngươi, đang cười cái gì? Mà Long Tiêu lúc này, như là mặt đầy rừng dưng đối với Ngô Phi bắn tới ánh mắt, không nhường chút nào, nghiền ngẫm cười một tiếng nói, cười cái gì? Ha ha, ta đang cười, để cho Diệp Công tử quỳ, ngươi sừng sao? Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc lối vào. Hai đạo thân ảnh lóe lên ra. Chính là Kỳ Tư Thanh và Khúc Tuyết Dũng. Khúc Tuyết Dũng nhắm mắt lại, hơi cảm thụ, không khỏi nói, quả nhiên, thứ nhất thần quốc mới là thần quốc chỗ căn nguyên. Tốt cảm giác quen thuộc. Ban đầu luân hồi đứng đầu đem thần quốc một phần là bảy, có lẽ chính là muốn coi giữ sau cùng thiên đường đi. Thứ bảy thần quốc và thứ nhất thần quốc bất luận nguyệt hoàn dị tượng vẫn là linh khí trình độ đậm đà, trên lệch cũng quá lớn. Cái khăn che mặt xuống kỳ tư thanh nhưng là khác thường yên lặng. Tập 1436 nàng ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, cực kỳ phức tạp lại thâm tình. Nơi đó là Diệp Gia. Đã từng luân hồi đứng đầu ở địa phương đó. Nơi đó, người kia từng vén lên đời trước tay mình, bóp vỡ một phiến tinh thần, hóa là tinh vũ. Lãng mạn nhớ lại, mặc dù đời này kỳ tư thanh không có trải qua, nhưng lại khắc cốt minh tìm. Nàng vẫn là có chút không để ý tới rõ ràng, đời trước Diệp Thần tại sao phải làm như vậy. Bố trí, Cục này sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật kinh thiên. Lão tổ, ta nói chuyện ngươi nghe sao? Khúc tuyết dũng lập lại. Kỳ tư thanh rồi mới từ trong ký ức tỉnh lại. Nàng buồn bã sở thất lắc đầu một cái, đem nhớ lại áp chế, sau đó nói, nghe. Đúng rồi ta để cho ngươi vận dụng khúc ra tra sự việc, như thế nào? Khúc tuyết dũng cầm ra một cái ngọc giản, đem nó thận trọng đưa cho kỳ tư thanh nói, ngươi để cho ta điều tra hạ nhược tuyết, ngược lại là có mấy phần đầu mối. Hạ Nhược Tuyết rời đi thần cực tông sau đó, đi mấy chỗ cấm địa, cũng giết mấy vị cường giả, nhưng ngay tại nửa tháng trước, hoàn toàn mất đi tung tích. Tựa như biến mất ở thứ bảy thần quốc. Dù là ta vận dụng khúc ra hết thảy tài nguyên, đều không cách nào xác định người này tung tích. Lão Tổ, ngươi nói, cái này Hạ Nhược Tuyết biết hay không bỏ mình. Dẫu sao Nguyệt Hoàn dị tượng xuất hiện, thứ bảy thần quốc cường giả ngang dọc, còn có thượng cổ cường giả tỉnh lại nàng một cái cô gái lẫn vào cấm địa sau đó sợ rằng an nguy không cách nào tự vệ à hú chi nàng thực lực kỳ tư thanh lắc đầu một cái mở miệng nói hạ nhược tuyết không thể nào xảy ra chuyện ngược lại là kỳ quái nàng và khối kia hạ linh thu luân hồi tinh thạch cực kỳ hòa hợp chỉ cần khối kia luân hồi tinh thạch không ném tất nhiên có thể coi giữ hạ nhược tuyết hơn nữa ta mơ hồ cảm giác không phải hạ nhược tuyết chủ động rời đi thần cực tông mà là khối kia luân hồi tinh thạch điều khiển phải biết luân hồi tinh thạch cũng không phải là giống vậy đá, nó có linh tính, thậm chí có thể uẩn dục tinh linh. Khối kia luân hồi tinh thạch tinh linh sợ rằng tuổi tác so chúng ta còn lớn hơn. Hạ nhược tuyết tính cách, bản hẳn sẽ không rời đi thần cực tông mới đúng, đột nhiên rời đi, khẳng định tinh linh nói cho hạ nhược tuyết cái gì. Ta có cái dự cảm, nàng sẽ đến thứ nhất thần quốc. Đúng rồi, để cho ngươi đi thần cực tông làm một chuyện khác, như thế nào? Kỳ Tư Thanh lại nói. Khúc Tuyết Dũng lập tức nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, lão tổ yên tâm, ta đã phái người thông báo cho Diệp Lăng Thiên, vậy nói cho hắn tiến vào phương pháp, hắn hẳn rất mau sẽ đi tìm Diệp Thần. Kỳ Tư Thanh gật đầu một cái, cái này Diệp Lăng Thiên gia tộc mấy đời bảo vệ Diệp Thần, đời này cái thúng sẽ nặng hơn à? Bất quá, ta đoán, ban đầu luân hồi đứng đầu vậy dự liệu được, ta mơ hồ cảm giác, Diệp Lăng Thiên sẽ là gia tộc bọn họ mạnh nhất một vị tồn tại. Hiện tại, Diệp thần trên người có quá nhiều biến số, đây là đời trước không cách nào có, đây cũng là chúng ta ưu thế. Có lẽ, khi chúng ta xuất hiện ở những người đó trước mặt thời điểm, bọn họ mới có thể kịp phản ứng. Đi thôi, hiện tại đi luân hồi cốc. Khúc tuyết dũng nghe được luân hồi cốc, thân sắc đại biến, con ngươi co giúp một cái, lão tổ, biết hay không quá gấp, luân hồi cốc nhưng mà thứ nhất thần quốc cấm địa một trong à. Hơn nữa đã bị thứ nhất thần quốc mấy vị thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả phong ấn, chúng ta hiện tại đi, không tốt lắm đâu. Kỳ Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không đi, chính ta đi là được. Từ nay về sau, không muốn kêu nữa ta lão tổ hai chữ. Ta cảm thấy có ngươi cái này loại hậu nhân, là ta sỉ nhục. Nói xong, Kỳ Tư Thanh liền hướng thứ nhất thần quốc phía bắc đi. Khúc tuyết dũng mặt già đỏ lên, do dự mấy giây, vội vàng đi theo lên, lão tổ, đợi ta một chút. Ta đi còn không được sao. Ta khúc Tuyết Dũng liền phản bội Thiên Đạo cung cũng không sợ, lại há sẽ sợ như bánh xe hồi cốc. Cùng lúc đó, thứ bảy thần quốc và Cửu Thiên Thần Long điện tiếp xúc chi địa. Nơi này cực kỳ ẩn núp, một mảnh hỗn độn chi khí lượn lờ. Hơi thở cuồng bạo, để cho người không dám đến gần. Không chỉ như vậy, nơi này còn có một nơi giống như bóng tối vũng bùn. Vũng bùn bên trong, chỉ có chết khí. Còn có rất nhiều hài cốt. Mà vũng bùn trước đứng một cái gương mặt trắng nõn thiếu nữ. Thiếu nữ da quang trắng như tuyết, mi mục như họa, lại là một cái người đẹp tuyệt sắc. Chỉ bất quá cổ quái phải, thiếu nữ lại cõng một khối đá to lớn. Đá tô điểm nhàn nhạt, nhạt ánh sao. Có chút không tầm thường, lại có chút đặc thù. Như vậy phối hợp, có chút lôi thôi lếch thích. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cô gái này chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhìn hắc ám vậy vũng bùn, tựa như tự nhủ, tinh linh, thật muốn từ nơi này đi qua. Ta cảm giác không quá hay. Lời nói vừa dứt hạ, hạ nhược tuyết sau lưng luân hồi tinh thạch lại truyền ra một đạo thanh âm non nớt. Tuyết tỷ tỷ, tin tưởng ta, ngươi hiện tại muốn đi vào chỗ đó có chút phiền toái. Cửu thiên thần long điện thuộc về thần quốc nhất cấm kỵ địa phương, người bình thường không cách nào bước vào. Nơi này là đi thông còn lại sáu đại thần nước và cửu thiên thần long điện đặc biệt nhất đường. Ngươi không phải long mạch, tự nhiên không thể dựa theo bình thường thủ đoạn tiến vào, cái này vũng bùn tên là huyết thi đàm. Chờ lát nữa ta sẽ lấy luân hồi ánh sáng bảo vệ ngươi, ngươi liền có thể bình yên vô sự đi thông. Một khắc sau, luân hồi tinh thạch lại xông ra từng đạo sáng chói ánh sao. Ánh sao bọc lại Hạ Nhược Tuyết. Để cho Hạ Nhược Tuyết tựa như tinh thần tiên nữ vậy. Mà huyết thi đàm lại buộc vòng quanh một đạo tinh quang chi cầu. Hạ Nhược Tuyết bước lên ánh sao chi cầu, ngay tức thì đi tới vũng bùn đối diện ánh sao rút đi. Một cái màu đen, không có bất kỳ quang xuyên qua vết nứt không gian xuất hiện. Tuyết tỉ tỉ từ nơi này kẽ hở đi xuyên qua, liền đến Cửu Thiên Thần Long điện rồi. Luân Hồi Tinh Thạch nói. Hạ Nhược Tuyết trong mắt thoáng qua vẻ kiên định, một bước bước vào cái đó vết nứt không gian bên trong. Trong phút chốc, huyết thi đàm đông hóa là một phiến khô nứt đất bùn. Trung quanh cỏ cây lại là cực độ khô héo. Mà Hạ Nhược Tuyết thân thể vậy hoàn toàn biến mất ở cái này một phiến thiên địa. Không biết qua bao lâu, Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, bên tai lại truyền tới từng cơn long ngâm. Nàng đã đạt tới trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Long Điện. "Tinh linh, bước kế tiếp nên đi như thế nào?" Hạ Nhược Tuyết hỏi. Luân Hồi Tinh Thạch hơi một chuyển, lại từ Hạ Nhược Tuyết sau lưng rơi vào Hạ Nhược Tuyết dưới chân. "Tuyết tỷ tỷ, ngươi lên tới, ta mang ngươi đi, ta tốc độ có thể so với rồng thần mau hơn rồi." Được Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, lôi lõm thích thú thân thể rơi vào luân hồi tinh thạch bên trên. Trong phút chốc, luân hồi tinh thạch phóng lên cao, cấp tốc hướng một cái phương hướng bay đi, uyển như lôi điện. Thậm chí vượt qua xa trên bầu trời một đầu hơi thở kinh khủng rồng thần. Vô số rồng thần ý đồ đuổi kịp vậy đạo quang, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long điện vực sâu bên trong, một đầu không ngừng gặm ăn ma long, khí tức cường đại huyết long đột nhiên mở mắt ra hơi kinh ngạc nó ngẩng đầu lên nhìn về phía vậy tràn đầy vô số cấm chế vực sâu cuối nơi đó có trời xanh nơi đó có bay lượn cửu thiên long ừ như tuyết cô nương làm sao tới nơi này hai tiếng sau đó luân hồi tinh thạch ở một phiến đồ sộ trên hồ không ngừng lại quỷ dị chính là nước hồ lại là đỏ tươi vẻ từng tia giết hại hơi thở phun trào hạ nhược tuyết đứng ở luân hồi tinh thạch bên trên thân sắc ngưng trọng mở miệng nói, "Tinh linh, ngươi xác định liền ở phía dưới." Luân hồi tinh thạch truyền tới thanh âm non nớt, "Liền ở phía dưới." "Chỉ bất quá để cho ta bất ngờ phải, những thứ này hung sát khí quá nồng đậm, hiện tại lấy ngươi thực lực muốn đi vào rất mệt khó khăn. Thậm chí có thể bị thương." Hạ Nhược Tuyết nhìn chằm chằm mảnh máu này hồ do dự hồi lâu, vẫn là nói, "Ta chỉ có như thế một lần cơ hội, đi xuống xem xem." Luân hồi tinh thạch do dự mấy giây ngay tức thì vọt xuống, hơn nữa nhàn nhạt, nhạt ánh sao bao trùm ở hạ nhược tuyết trừng. tựa hồ đang bảo vệ trước hạ nhược tuyết ngay tại một người một đá muốn xông vào trong đó lúc đó dị biến nổi lên toàn bộ đồ sộ hồ xuất hiện một cái màu máu vòng xoáy vòng xoáy càng ngày càng lớn một giây kế tiếp lại lao ra một đầu hắc long hắc long cao ngàn trượng trong mắt dữ tợn cả thân vảy rồng bên trên treo nhọn trông xúc mục kinh tim nhất là vậy hắc long hơi thở. Chỉ ít nửa bước thiên thần cảnh. Cảnh giới như vậy, hạ nhược tuyết dù là có luân hồi tinh thạch bảo vệ, cũng không có phản kháng tư cách à. À, máu này vẫn hồ lại tới một cái nhân tộc. Vậy giữ tợn hắc long ngưng mắt nhìn luân hồi tinh thạch lên hạ nhược tuyết, lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Cửu thiên thần long điện, lấy long vi tôn. Còn như loài người võ giả, có rất lớn một phần chia sẽ trở thành làm cho này chút rồng thần con mồi. Dẫu sao võ giả đan điền linh lực và máu thịt đối với rồng thần mà nói cũng là lớn bổ. Không tốt, máu này vẫn hồ lại bị đầu này hắc long chiếm đoạt. Nhiều tuyết tỉ tỉ, đi mau. Một khắc sau, luân hồi tinh thạch bộc phát ra một hồi sáng trói ánh sáng rực rỡ. Một đạo hư không lại bị cưỡng ép biến dạng. Ngay tại luân hồi tinh thạch phải dẫn hạ nhược tuyết rời đi lúc đó, một cái to lớn long trưởng trực tiếp hạ xuống. Một cổ vô hình uy áp phun trào vậy tê liệt hư không lại cưỡng ép bị tắt không chỉ như vậy cuồng bạo đợt khí chạm được hạ nhược tuyết hạ nhược tuyết mắt đẹp thoáng qua một chút kiên quyết huyết mạch bùng nổ tay cầm một chút ánh sao chém xuống một kiếm vậy đợt khí lại bị chia làm hai a à, lực lượng thật là bá đạo xem ra người này tộc huyết mạch không tệ một giây kế tiếp giữ tận hắc long lại khạc ra một đoàn màu xám cho ngọn lửa ngọn lửa mang cường đại cấm chế lực hóa là vô số bay mũi tên, rậm rạp chẳng chịt bắn về phía Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết trên mặt viết đầy nghiêm túc, không có sợ hãi, tay cầm kiếm lạnh lẽo, một kiếm xông ra, dường như muốn bổ ra cái này một phiến đồ sộ hổ. Nhưng mà, hai người cảnh giới trên lệch Thái Minh lộ vẻ. Bay mũi tên cố nhiên chặt đứt một phần chia, nhưng như cũ có một phần chia xuyên thấu Hạ Nhược Tuyết tay. Trong nháy mắt, quần áo trắng nhuộm thành liền màu đỏ như máu. Xúc mục kinh tim nàng vậy thân thể mềm mại cũng là chậm rãi hạ xuống. Trực tiếp nện ở máu hồ bên trên. Ngàn trượng sóng biển dâng lên. Khi thấy kinh người. Giữ tuận hắc long vậy không muốn lãng phí thời gian, dương ra miệng to, lại rất miễn cưỡng hướng hạ nhược tuyết đi. Hắn muốn liền người cùng với nước hồ một miệng nuốt vào. Hạ nhược tuyết nằm ở trên mặt hồ, dưới người lơ lững luân hồi tinh thạch. Mới vừa rồi tung tích ngay tức thì luân hồi tinh thạch thay hạ nhược tuyết cản trở phần lớn tổn thương nhưng là dưới mắt nên làm cái gì hạ nhược tuyết khạc ra một búng máu môi đỏ mọng càng phát ra tươi đẹp nàng trong con ngươi không có bất kỳ sợ hãi nàng nắm kiếm trong đầu nhớ lại một bóng người người đàn ông kia cho nàng dũng khí nếu như diệp thần gặp phải màn này hắn sẽ buông tha sao khẳng định sẽ không một giây kế tiếp hạ nhược tuyết đứng lên nhàn nhạt, nhạt ánh sao bao trùm quanh thân tay cầm trường kiếm trong mắt nhắm lại đem tất cả lực lượng phóng thích. Một đạo kinh thiên kiếm ý phóng lên cao. Cố nhiên mạnh mẽ, nhưng hạ nhược tuyết trong lòng rất rõ ràng, lực lượng này căn bản không đủ hả. À? Nhưng là nàng cho dù chết, cũng phải chết tại chống cự bên trong. Đây là thuộc về diệp thần tín niệm. Nàng thành tựu diệp thần người phụ nữ, tuyệt đối không thể chết được tại sợ hãi và buông tha bên trong. Buồn cười, đon đóm ánh sáng cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Giữ tận hắc long cười, lạnh người răng nanh từng bước một đến gần, cực mạnh long ý để cho chu vi 5 km hồ đều chấn động. Nhưng mà, ở nó sắp chạm được hạ nhược tuyết thời điểm, vậy nhìn như miểu nhỏ kinh thiên kiếm ý bỗng nhiên phóng đại. Mâu chốt còn kèm theo một đạo chấn thiên long âm. Làm sao có thể? Một cái như này con kiến hôi lại bạo phát ra vượt qua thiên thần cảnh lực lượng. Một khắc sau, giữ tuận hắc long cảm giác một đạo quang trên người thoáng qua. Sau đó, nó cho mắt nhìn mình thân thể đang dần dần phân tán cuối cùng tất nhiên là một phiến xương máu ở hóa là xương máu trước nó mắt rồng không ngừng co rúc lại bởi vì bởi vì nó thấy được một đầu kinh thế tồn tại đó là một đầu huyết long hư ảnh vạn trượng huyết long hư ảnh một cái ánh mắt liền để cho nó cảm thấy miều nhỏ nó phảng phất là cửu thiên thần long điện thần một giây hai giây ba giây Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc phát hiện mình thân thể không có bị biến dạng, nàng lại còn còn sống. Nàng khó tin mở mắt ra, nhưng là gặp được giữ tợn Hắc Long vậy đôi ánh mắt sợ hãi. Tựa như đang sợ cái gì? Ầm, ừ, Hắc Long ngay tức thì hóa là một phiến xương máu. Hạ Nhược Tuyết óc một phiến chỗ trống, nàng đối với mình lực lượng rất rõ ràng, một kiếm này căn bản không có thể có thứ hiệu quả này. Hết thảy phát sinh trước mắt phải nên làm như thế nào giải thích? Tuyết tỷ tỷ, xem ngươi phía sau. Luân hồi tinh thạch tinh linh thanh âm truyền tới. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, cứng ngắc thân thể chuyển động, cuối cùng nàng nhìn thấy một bức cuộc đời này khó quên hình ảnh. Một đầu vạn trượng huyết long hư ảnh đứng ngạo nghễ, thân thể xuyên qua máu hồ cùng với thương khung. Uy phong lẫm lẫm hơi thở, để cho người nhìn mà sợ. Vảy rồng huyết khí, liên trực kích nàng thần hồn. Mà những cái kia thương khung bay động vô số rồng thần lại từng cái đáp xuống, đầu lâu nhỏ thấp lại thật giống như đang làm nào đó loại thần phục nghi thức. Hạ Nhược Tuyết che miệng, đối với huyết long này cảm thấy một chút quen thuộc, tựa như giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, thanh âm run rẩy nói, ngươi là diệp thần trong cơ thể đầu kia huyết long hư ảnh. Vạn Trượng huyết long thân thể chậm rãi nằm xuống, đầu rồng từ từ đến gần Hạ Nhược Tuyết. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, như tuyết cô nương, ta tới trễ. Có ta ở đây, thế gian không người dám động người. Nhưng mà lời nói còn không có rơi xuống, máu hồ bên trên, hư không biến dạng, một đạo tức giận long ngâm truyền ra. Tựa như huyết long hành vi chọc giận cái gì. Đối phương hơi thở cường đại như cũ. Huyết long thân thể một chuyển, bảo vệ hạ nhược tuyết, rồi sau đó ngưng mắt nhìn chỗ kia hư không, mở miệng nói, ngươi như biến dạng hư không, đúng là long trời lở đất. Suy nghĩ kỹ càng, uy hiếp, uy hiếp trắng trợn, đây cũng là huyết long sức lực. Mà vậy tê liệt hư không dừng lại mấy giây, vẫn là đóng cửa. Hết thảy gió êm sóng lặng. Thời khắc này hạ nhược tuyết như cũ óc một phiến chỗ trống, nàng đưa tay ra, không thiết thực sờ một cái huyết long hư ảnh. Hư ảnh tàn ra, vạn trượng thân thể cô đọng, lại cuối cùng hội tụ thành một phiến vảy rồng. Long lanh trong suốt vảy rồng dưới, truyền ra một giọng nói, như tuyết cô nương, ta bây giờ bị khốn vực sâu. Còn không cách nào phá vỡ vực sâu cấm chế lao ra, nhưng cái này vảy rồng mới có thể bảo vệ được ngươi, ngươi lại yên tâm. Tập 1437. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt vảy rồng, lộ ra một đạo nụ cười. Cái này phiến vảy rồng cho nàng an lòng, như diệp thần cho nàng vậy. Tinh Linh, chúng ta đi đáy hồ đi. Hạ Nhược Tuyết nói. Luân Hồi Tinh Thạch gật đầu một cái, ngay tức thì mang Hạ Nhược Tuyết đáp xuống. Rất nhanh, bóng người biến mất, mặt hồ bình tĩnh tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc, Long Gia. Toàn bộ Long Gia, cũng bởi vì là một cái đã từng phế vật một câu nói tựa như ngay tức thì lâm vào dưới mấy trăm độ trời đông giá rét vậy, nhiều người linh hồn người, đều phải làm đồng kết. Long Tiêu nói cái gì? Long Gia tất cả mọi người là mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn Long Tiêu, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Từ mất đi tu võ thiên phú tới nay, một mực vâng vâng dạ dạ, giống như một người làm giống vậy long tiêu lúc này lại đối với một cái hô hấp là có thể làm cho cả long gia bị tiêu diệt ngô phi diễu cợt vẫn là trần chuồng diễu cợt ngô phi không xứng cái này là muốn chết à không thấy được bọn họ tất cả đều quỳ sao gia chủ long gia trên mặt thần sắc rất nhanh từ kinh hãi biến thành sợ hãi long tiêu mình tìm chỗ chết không sao cả có thể vạn nhất chọc giận ngô phi cầm toàn bộ long gia cũng dính líu vào liền đâu. Nghĩ đến Ngô Phi vậy để cho người ra đầu tê dại bối cảnh cùng với nghịch thiên thực lực, Long Dược không nhịn được đánh dùng mình, thân thể vậy bắt đầu như nhũ ra. Hơn nữa, theo hắn biết, thiên thi dạy, vô cùng là sở trường luyện thi. Long ra mọi người, cũng không là thượng hạng vật liệu sao. Long Dược sắc mặt một phiến trắng bệch, bị sợ được đều phải lâm vào hôn mê, lập tức hướng về phía Long Tiêu hét lớn, Long Tiêu. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi rốt cuộc bị cái họ diệp kia tiểu tử, đổ cái gì mê hồn canh, sao dám như vậy xúc phạm ngô công tử. Nhanh chóng cho ngô công tử, quỳ xuống nói xin lỗi. Một đám long ra cung phụ, võ giả cũng là rất sợ bị long tiêu liên lụy, rồi rít sắc mặt giữ tận hướng về phía long tiêu quát lên, thứ không biết chết sống, quỳ xuống. Một tên phế vật, cũng dám xúc phạm ngô công tử, vội vàng xin lỗi. Cho ngô công tử quỳ xuống thế nào? Các ngươi có thể cho ngô công tử quỳ xuống, là vinh hạnh. Mà lúc này, một đạo vô cùng là âm lãnh hơi thở, ngay tức thì bùng nổ, nguyên bản vẫn còn ở hò hét long ra mọi người, đều là cả người run lên, há miệng run rẩy ngậm miệng lại. Ngô Phi cặp mắt đã bị tia máu phủ đầy, lửa giận tựa hồ phải đem đúng phiến thiên địa cũng thiêu hủy hầu như không còn. Hắn, cổ thân thể thiên tài, thiên thi dạy đệ tử chân truyền Ngô Phi, lại để cho một cái bị người tùy ý xoa nặn, đê tiện cực kỳ phế vật vũ nhục. Ngươi nói, bổn công tử, không xứng. Hắn sắc mặt xanh mét, giống như ác quỷ vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gần như gầm thét vậy cười lạnh nói, "Ha ha, ngươi thật giống như rất tín nhiệm bên người ngươi thằng nhóc kia thực lực à?" Hắn ánh mắt bỗng nhiên âm ngoan xuống nói, "Long Tiêu, bổn công tử hiện tại sẽ để cho ngươi xem xem, ta rốt cuộc không xứng với phối." Một bên Ngô Lục Nguyên cũng là sắc mặt tàn nhẫn mở miệng nói, "Đại ca, lưu bọn họ một hơi thở, ta bảo đảm, rất nhanh liền sẽ để cho bọn họ hai cái quỳ xuống ngươi trước mặt, là hôm nay ngu xuẩn, dập đầu nói xin lỗi." một khắc sau cuồn cuộn trắng xám âm khí giống như lũ lụt vậy cuốn sạch thiên địa ngô phi quanh thân bụi đất quang cuồng tránh từng đạo quỷ ảnh ở âm khí bên trong hiện lên long ra tất cả mọi người là kinh ngạc kinh ngạc lại kinh ngạc cả người máu cũng làm đông sợ hãi đến khó mà hình dạng vậy khí xám bên trong lại là xuất hiện hơn ngàn đạo hình dáng khác nhau khủng bố xấu xí cương thi hài cốt à từng cơn thi thúi un un kéo đến cho dù lấy bọn họ tu vi Văn lần trước tơ đều là sắc mặt tím bầm, cơ hồ muốn ngất đi. Có thể bọn họ lúc này lại ngay cả chạy trốn vọt đều quên, hoặc là nói, bọn họ rung động đến liền ở Ngô Phi trước mặt động một cái cũng không làm được. Tại sao có thể như vậy? Cái này hơn ngàn con cương thi, mỗi một đầu tu vi đều không ở hỗn độn cảnh dưới à? Thiên thi dạy, tuy nói sở trường luyện thi, có thể từ chưa có nghe nói qua, thiên thi dạy võ giả, có thể thao túng như thế nhiều cương thi à? đỉnh nhiều, năm ba sáu đầu nên đến cực hạn mới đúng a. À. Nếu như mỗi một thiên thi dạy võ giả cũng có thể thao túng hơn ngàn con luyện thi mà nói, kinh khủng như vậy tông môn, lại thế nào lại là người bình thường có thể trêu chọc thế lực. Bỗng nhiên, long ra mọi người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh. Bởi vì, bọn họ thấy được ngô phi cặp mắt. Cặp mắt kia bên trong, kim mang bạo tránh. Chắc hẳn, ngô phi có thể thao túng nhiều như vậy cương thi, là bởi vì là hắn có thượng cổ thân thể uy năng đi. Thiên thi dáng thế, suy nghĩ một chút, sẽ để cho người cả người khí lạnh toát ra. Thấy cái này cực kỳ sợ hãi một màn, cho dù là Long Tiêu cũng không cách nào giữ bình tĩnh, trong mắt khẽ run. Ngô Phi đem Long Tiêu diễn cảm thu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên một chút nụ cười khinh thường nói, Long Tiêu, ngươi thế nào? Không phải mới vừa còn rất phách lối nói bổn công tử không xứng sao? Làm sao, bây giờ bị bổn công tử khống thi thân thể sợ choáng váng. Hắn mặt đầy vẻ ngạo nghễ cười lạnh nói, hiện tại, ngươi còn dám cầm mới vừa rồi đối với bổn công tử nói, lặp lại lần nữa sao? Không thi thân thể, nguyên bản ở trên cao cổ thần thể chung, cũng không tính là cường đại giường nào pháp thể, chủ yếu nhất uy năng, chính là thao túng thi thể. Nhưng, đối với ngô phi mà nói, không thi thân thể, có thể nói là thích hợp nhất hắn pháp thể, bởi vì, không thi thân thể, cùng thiên thi dạy công pháp, vô cùng là phù hợp. Cái này, cũng không hoàn toàn đúng trùng hợp dẫu sao ban đầu thiên thi dạy vừa ý ngô phi chính là bởi vì hắn ở khống thi bên trên thiên phú tuyệt cao bỏ mặc nói thế nào thức tỉnh khống thi thân thể sau đó ngô phi thực lực có thể nói là ngồi tên lửa vậy điên cuồng tăng vọt hắn hiện tại thậm chí có lòng tin cùng tông môn một ít trưởng lão đánh một trận long tiêu há miệng một cái có thể trong chốc lát lại là không nói ra lời mặc dù long tiêu đối với diệp thần vô cùng là thờ phượng nhưng hắn dẫu sao trải qua vẫn là quá ít, lúc nào gặp qua tình cảnh như vậy. Trong chốc lát bị chấn nhiếp, vậy đúng là bình thường. Ngô Phi sắc mặt, hơn nữa đắc ý, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng Diệp Thần nhìn. Thằng nhóc này, ban đầu hiện thân lúc đó, liền một bộ lạnh nhạt hình dáng, để cho hắn nhìn, vô cùng khó chịu, hiện tại. Thấy được mình nắm trong tay thiên thi thực lực kinh khủng sau đó, hẳn đã hù được gần như sụi lơ, hoàn toàn không chứa được chứ. Nhưng mà làm ngô phi, ánh mắt phong tỏa diệp thần lúc đó nhưng là mặt mũi cứng đờ trong mắt thoáng qua vẻ khó tin cái này chảm ách cảnh thanh niên lúc này lại vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ thần sắc tựa như hoàn toàn không có chú ý tới mình triệu hoán ra kinh khủng này thi hài đại quân vậy ngô phi cặp mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa chặt chẽ cắn răng hận không được cầm diệp thần nuốt sống vậy thằng nhóc này tại sao còn không sợ còn không cầu tha thứ Tại sao còn là một bộ hoàn toàn không đem mình coi vào đâu mặt mũi? Diệp thần thái độ giống như là nhọn kim vậy, đâm đau ngô phi tự ái, hắn nguyên bản cũng đã thần kinh cẳng thẳng, hoàn toàn gãy lìa, đôi mắt hóa là một phiến đỏ tươi, bị cùng bạo sát ý nơi tràn ngập. Vậy hơn ngàn thi hài, tựa như cảm nhận được chủ nhân tức giận vậy, đôi mắt bên trong, huyết quang bạo tránh, phát ra chấn thiên thiên lương gầm to, trong chốc lát, âm phong nổi lên bốn phía, quỷ hống không ngừng, toàn bộ thiên huy thành, Tràn ngập bộ dạng sợ hãi hơi thở, giống như hóa thành mãnh quỷ hoành hành địa ngục chi cũng vậy. Liên liên một bên Ngô Lục Nguyên, thấy một màn này, đều là thần sắc khẽ biến, khuôn mặt bên trên hiện lên vẻ sợ hãi vẻ. Hắn rất hiểu đại ca của mình tính cách, mặc dù, trong ngày thường Ngô Phi luôn là một bộ lạnh như băng hình dáng, nhưng trên thực tế Ngô Phi bản tính, sao mình hơn nữa tàn bạo à? Một khi Ngô Phi thật nổi giận, bại lộ bản tính, vậy, có thể thì không phải là hành hạ một hai người có thể giải quyết. Ngô Lục Nguyên nuốt nước miếng một cái, không làm được, Ngô Phi sẽ đem toàn bộ thiên huy thành đồ sát sạch sẽ mới có thể khôi phục lý trí. Lúc này, vậy hơn ngàn con cả người mọc đầy như kim thép giống vậy lục mau, da xanh đen, răng nanh lộ ra khẩu ngoại, hai mắt đỏ như máu cương thi, đều là toàn thân âm khí lượn quanh, hướng diệp thần, gào thét đi. Thấy một màn này, cho dù là long tiêu, đều là không nhịn được kinh hãi hô lớn, diệp công tử chú ý, mà gia chủ long ra long dược mặc dù vậy vô cùng là sợ hãi nhưng nhưng là không nhịn được lộ ra một chút đại thù được báo sảng khoái hắn lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười vô cùng mong đợi thấy diệp thần bị nhiều người thi phân thực máu thịt một màn môi run rẩy lẩm bẩm nói chết đi nhanh chóng chết đi đây chính là ngươi để cho nhi tử ta đạo tâm hỏng mất báo ứng vậy hơn ngàn con cương thi giống như diệt ngày chi quân vậy ngay chớp mắt liền đi tới diệp thần trước người ngay tại lúc này Diệp thần trên mặt, rốt cuộc có một chút biến hóa. Không phải ngương trọng, không phải kinh hoàng, mà là một chút vô cùng là nụ cười thản nhiên. Liền tựa như thấy một đám con kiến đang hướng mình bò tới, muốn ăn mình vậy. Cái này hơn ngàn cương thi sức chiến đấu, cho dù lấy thứ nhất thần quốc võ đạo trình độ tới xem, cũng không coi là yếu đi. Không chỉ có toàn bộ thực lực đều ở đây hỗn độn cảnh trung kỳ bên trên, hơn nữa còn có ba đầu hỗn độn cảnh hậu kỳ thi vương tồn tại mà có thể khống chế cái này hơn ngàn cương thi tác chiến U phi, mặc dù không cách nào và thứ nhất thần quốc thiên tài chân chính như nhau, nhưng cũng đã là tinh anh bên trong tinh anh. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Diệp Thần. Một cái không thể theo lẽ thường để cân nhắc người đàn ông. Một đạo hơi thở đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, nguyên bản ở Thiên Huy thành gào thét âm phong, ở hơi thở này hiện lên ngay tức thì, chính là không có dấu hiệu nào lắng xuống. Thiên Huy thành bên trong những cái kia đang vì khủng bố âm khí mà đôi mắt rung động, cả người run rẩy tất cả mọi người là sững sốt một chút, trên mặt hiện lên không rõ cho nên vẻ. Vậy cơ hồ phải đem xương tủy của bọn họ cũng đông âm khí, làm sao, đột nhiên bây giờ, liền biến mất. Mà long ra bên trong, thời gian, vậy phẳng phất có chốc lát ngừng. Như ngừng lại hơn ngàn cương thi, nhào tới diệp thần trước mặt một khắc. Bành. Một giây kế tiếp, một đạo tiếng nổ, phá vỡ cái này ngừng, thời gian bắt đầu lại lưu động. Vậy tiếng nổ tiếng là cái gì? Trong mắt của mọi người, lau một cái màu máu lững lờ. Tiếp theo, long ra mọi người, ngô lục nguyên, thậm chí là giận dữ bên trong ngô phi, đều là không nhịn được, mở to cặp mắt. Nổ. Nhất từ đến gần diệp thần vậy chỉ, toàn thân lông trắng, cả người tựa như không có chút nào lượng nước, da thịt khô đét cương thi, cứ như vậy nổ tung. Động lại ở trong người, vô cùng tanh hôi màu đỏ đậm máu, hóa thành một đóa máu bắn tung tách thả ra, cái này nhìn hung ác vô cùng cương thi, ở trước mắt mọi người, hóa thành một hồi xương máu tiêu tán. Thậm chí, liền máu kia xương mù, đều không cách nào dính đến diệp thần vạt áo. Ngô Phi cả người giật mình một cái, trên sống lưng, khí lạnh cuồng mạo, ngay tức thì liền từ dẫn giữ bên trong, khôi phục chấn định. Hắn khó tin, thậm chí là kinh hoàng thất thố nhìn một màn trước mắt này. Không có ai, so hắn càng rõ hắn nơi thao túng cương thi kinh khủng à. Vậy, nhưng mà một đầu lông trắng huyết thi, phẩm cấp, mặc dù ở hắn nắm trong tay thiên thi đại quân bên trong, chỉ coi như trung đẳng, nhưng lông trắng huyết thi, cường đại nhất, chính là hắn giống như thần thép vậy cứng rắn thân thể liền à. Liền ngô phi mình một kích toàn lực, cũng không có lòng tin đem cái này lông trắng huyết thi, đánh cho thành xương máu, hiện tại, lại bị diệp thần, chỉ dựa vào hơi thở, liền trực tiếp làm vỡ nát. Cái này, Căn bản không thể nào chứ. Đừng nói Diệp Thần là một người chảm ách cảnh võ giả, coi như là giống vậy hỗn độn cảnh cường giả, đều không cách nào làm được mới đúng à. Thằng nhóc này, rốt cuộc là lai lịch gì à? Ngô Phi đã sớm đem cái gì tự ái, kiêu ngạo, ném ra sau ót, trên mặt, chỉ có kinh hãi cùng điên cuồng. Nhưng mà, vậy lông trắng huyết thi nổ, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bành! Lại là một tiếng nổ vang, lại một cái toàn thân xanh đen cương thi biến thành xương máu. Một tiếng này nổ vang, giống như là ngã xuống một khối đô mi khắc thẻ xương vậy, toàn bộ bầy cương thi, ngay tức thì, giống như là ăn tết thả dây pháo vậy, nổ vang không ngừng. Bành 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 bành. Một cái hô hấp thời gian, hơn ngàn con cực kỳ kinh khủng, có thể không tốn sức chút nào tàn sát hết toàn bộ thiên huy thành cương thi. Cứ như vậy, đang nổ trong tiếng, biến thành từng cơn nồng nặc xương máu, theo gió mà tán liên liên vậy ba đầu hỗn độn cảnh hậu kỳ thi vương cũng không có ngoại lệ. Mọi người, thân sắc một phiến đờ đẫn, trong chốc lát cũng không có phản ứng kịp, chuyện gì xảy ra. Phốc thông một tiếng, Ngô Lục Nguyên cả người run rẩy, sắc mặt thật là so với kia chút đã tan thành mây khói cương thi còn khó hơn xem. Bị giật mình quá độ hắn, liền linh lực cũng không cách nào khống chế, từ không trung trực tiếp té rơi xuống đất. Cái này ném một cái, tựa hồ mới rốt cục tỉnh lại mọi người chung quanh. Cái này không thể nào. Hết thảy các thứ này cũng là ảo giác. Ngô Phi kinh hoàng cực kỳ quát to một tiếng, đạo tâm xu hướng tại tan vỡ, hắn ngoài miệng mặc dù nói là ảo giác, có thể mình như là không chút do dự vừa quay người, toàn lực vận chuyển linh lực, thân hình hóa là một đạo u ảnh, hướng chân trời bão táp đi. Trong thoáng qua, chỉ dựa vào hơi thở, liền trong nháy mắt giết ngàn đầu luyện thi, cái này, đơn giản là thần ma vậy thủ đoạn à. Cho dù lấy thứ nhất thần quốc võ đạo, cũng không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng à. Ngô Phi, nào còn có một tia một hào chống cự ý. Hắn chỉ muốn, cách Diệp Thần viễn xa, đời này, cũng lại cũng không muốn gặp được Diệp Thần. Ngô Lục Nguyên ánh mắt run lên, vô cùng tuyệt vọng, thê lương kêu khóc nói, đại ca, cứu ta à, không muốn bỏ rơi ta à. Có thể gần đây đối với Ngô Lục Nguyên khá là yêu thích Ngô Phi, nhưng là tựa như điếc vậy, toàn lực chạy trốn trước. Diệp Thần khinh thường liếc Ngô Phi một mắt, đưa tay hướng hắn hình bóng, hơi hư cầm. Nguyên bản, vẫn còn ở cực nhanh cuồng sông Ngô Phi, như là chợt thân hình đông lại một cái, quanh thân không gian, tựa như ngay tức thì bị cầm giữ vậy, không cách nào nhúc nhích chút nào. Diệp thần tiện tay một chiêu, Ngô Phi thân hình, thuận tiện lấy so chạy trốn lúc đó, nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ, đổ bay mà quay về, ầm một tiếng, đập vào Diệp thần trước người. Cái này đập một cái, sẽ để cho cái này hỗn độn cảnh tầng 8 thiên cổ thần thể thiên tài, cả người là máu, thoi thóp. Diệp thần mắt nhìn xuống trên đất ngô phi, nhàn nhạt, mở miệng nói, ngươi hiện tại còn cảm giác được mình xứng sao. Ừ. Tập 1438 Phối Mọi người nghe vậy sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, ngô phi, mới vừa rồi còn muốn cho Diệp thần quỳ xuống. Bọn họ tâm thần run lên, chỉ là suy nghĩ một chút, để cho Diệp thần như vậy thần ma vậy tồn tại quỳ xuống, những người này thì phải kinh sợ được thần hồn phiêu tán. Bọn họ hiện tại hoàn toàn hiểu long tiêu tại sao sẽ đối với diệp thần như vậy tin tưởng sùng kính liền à bọn họ hiện tại chỉ hận mình biết quá muộn nghĩ đến trước đối với diệp thần những cái kia diễu cợt long ra tất cả mọi người cơ hồ muốn trực tiếp ngất đi mà ngô phi chính là hoàn toàn xu hướng tại điên cuồng hắn cặp mắt bên trong danh mãn liền sợ hãi điên cuồng lắc đầu nói ta không xứng ta không xứng ta một chút cũng không xứng cầu ngài tha thứ tha thứ à nhìn ngô phi cái này hèn mọn hình dáng diệp thần liền cảnh sẽ hắn hứng thú cũng không có mặt không cảm giác sử dụng một chuôi sát kiếm trùng trùng rơi xuống sát kiếm sát ý phun trào trực tiếp đem trên đất ngô phi hóa là một phiến xương máu trải qua thanh đế một tiền chiến hắn có thể không cách nào ung dung đối kháng hỗn độn cảnh tầng tám thiên như là đánh một trận sau đó hắn đối với hết thảy lĩnh ngộ đều là vượt mức quy định không chỉ như vậy ngô phi và giống vậy hỗn độn cảnh tầng tám thiên cũng không thể như nhau không thi chẳng qua là đường ngang ngõ tắt mà thôi. võ đạo cường giả đến từ mình, mình mới là cường đại nhất vũ khí. sau đó hắn nhìn về phía ngô lục nguyên chậm rãi hướng hắn đi tới. mỗi đi một bước diệp thần thần sắc liền âm trầm một phần. hắn từ ngô lục nguyên trên mình cảm nhận được vậy áo bảo lam thanh niên hơi thở. diệp thần mặc dù cùng vậy áo bảo lam thanh niên không quen không biết nhưng người này gặp phải ngô lục nguyên độc thủ nói cho cùng là bởi vì là giải đáp sự nghi ngờ của mình, coi như là trợ giúp mình. Diệp Thần, nhất không cách nào nhịn được, chính là trợ giúp người mình, bởi vì vì mình mà gặp phải giết hại. Mà gần đây lấy hành hạ người làm thú vui Ngô Lục Nguyên, lúc này rốt cuộc cảm nhận được những cái kia người bị hại cảm thụ. Diệp Thần sau lưng, Phẳng phất có núi thay biển máu đang trôi lơ lửng, nhìn như giống như là trên cái thế giới này, kinh khủng nhất hành hình người vậy. Đừng tới đây, đừng tới đây à. Ngô Lục Nguyên run rẩy về phía sau di chuyển thân thể, cả người đều cơ hồ phải bị sợ hãi căng bể. Diệp Thần trên mặt tàn khốc chớp mắt, hung hăng một cước, dẫm ở Ngô Lục Nguyên trên mình, ầm một tiếng vang thật lớn. Ngô Lục Nguyên cả người xương cốt hoàn toàn nghiền, giống như một bãi thịt vụn vậy, sụi lơ ở vũng máu bên trong. Diệp Thần lạnh giọng nói, vậy áo bào lam nam tử, ngươi cầm hắn thế nào? Ngô Lục Nguyên ói ra máu, nghe vậy, nhưng là trong mắt run run, tránh né Diệp Thần ánh mắt, nói diệp thần quát lên một tiếng lớn cự lực xông ra ngay tức thì đem ngô lục nguyên đan điền toàn bộ khuấy bể ngô lục nguyên lúc này mới một bên hộp máu vừa lên tiếng nói chết chết diệp công tử ta không phải cố ý cầu ngươi cầu ngươi cho ta một cái cơ hội ta ngô ra tu võ tài nguyên đều có thể cho ngươi mời tha ta một mạng tha ta một mạng à diệp thần trong mắt bên trong tức giận cuồn cuộn hắn cười lạnh nói ngươi còn muốn còn sống ha ha vậy ta sẽ để cho ngươi còn sống tốt. Ngô Lục Nguyên nghe vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, cảm kích nói, đa tạ Diệp Công Tử. Ta cái này thì liên lạc phụ thân, để cho hắn cầm tu võ tài nguyên đưa tới. Long Tiêu nghe vậy, khẽ cao mày, Diệp Công Tử chẳng lẽ như vậy nịnh bợ. Thật vì tu võ tài nguyên, thả qua người này cặn bã. Có thể một khắc sau, Diệp Thần như là vung tay lên, lấy ra một tôn đen nhánh đỉnh lớn. Cái này đỉnh lớn vừa ra, một cổ nồng nặc sát khí chính là cuốn đi bốn phía. Ngô Lục Nguyên nhìn cái này đỉnh lớn, cùng với Diệp Thần trên mặt nổi lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Nụ cười này hắn rất quen thuộc, mỗi lần mình muốn hành hạ người khác lúc đó cũng sẽ lộ ra như vậy nụ cười. Ngô Lục Nguyên hướng về phía Diệp Thần, miễn cưỡng cười khan nói: Diệp, Diệp công tử, ngài đây là muốn làm gì? Diệp Thần cân nhắc mắt nhìn xuống Ngô Lục Nguyên nói ngươi không là muốn còn sống sao. Hắn chém rất nhiều cường giả, trong tay nhưng mà lấy được không thiếu thứ tốt. Cái này đỉnh lớn, được từ cực sát chi quốc du diệt vân trong tay, tên là phanh người đỉnh. Cái gì là phanh người đỉnh? Danh như ý nghĩa, liền đem người thu vào trong đỉnh, sống nấu chết. Cái này nấu chết, có thể cùng giống vậy nấu không cùng, nó sẽ không giết tử tu võ giả, nhưng sẽ không ngừng đem tu võ giả mỗi một tơ máu thịt phân giải. Tan giã, liền thân hồn, vậy cùng nhau trở thành gia vị bị từ từ từng bước xâm chiếm hầu như không còn loại đau khổ này thật là không cách nào tưởng tượng có kinh khủng dường nào cuối cùng trong đỉnh tu võ người sẽ lấy một loại máu loãng trạng thái còn sống sót vĩnh viễn ở phanh người đỉnh bên trong gặp hành hạ chỉ cần đi vào phanh người đỉnh bên trong ba cái hô hấp sau này người bất kỳ sợ rằng cũng chỉ có một ý tưởng đó chính là để cho bọn họ chết đáng tiếc tiến vào trong đỉnh liền chết cơ hội đều bị hoàn toàn tước đoạt. Ngô Lục Nguyên, điều không phải muốn còn sống sao? Vậy, sẽ để cho hắn còn sống đi, sống được càng lâu, càng tốt. Diệp Thần chợt một chụp nắp đỉnh, nặng nề nắp đỉnh bay đi, một đạo huyết quang đem Ngô Lục Nguyên hấp thu vào trong đỉnh. Từng cơn hơi thở nóng bỏng từ trong đỉnh tản mát ra, cơ hồ là ngắn ngủn một cái hô hấp, bên trong đỉnh liền truyền ra Ngô Lục Nguyên kêu thảm thiết. Cái thứ hai hô hấp lúc đó, Ngô Lục Nguyên liền bắt đầu khẩn cầu Diệp Thần giết mình. Diệp Thần trên mặt cực kỳ lãnh đạm, chỉ là đem vậy phanh người đỉnh, lần nữa thu hồi. Lấy gậy ông đập lưng ông. Sau đó, hắn hướng long ra mọi người nhìn thấy. Những người đó, thấy được Ngô Lục Nguyên kết quả sau đó, chỉ cảm thấy óc đều phải động lại, rồi rít run rẩy quỳ xuống, hướng về phía Diệp Thần, không ngừng dập đầu, thỉnh cầu hắn tha thứ. Đặc biệt là Long Dược. Cơ hồ muốn đem mình đầu, cũng dập đầu tồi tệ diệp thần nhàn nhạt, nhạt nói bắt đầu từ hôm nay long tiêu chính là gia chủ long gia người bất kỳ dám đối với có chút nào bất kính kết quả các ngươi rõ ràng hắn biết cùng long tĩnh nhiên khôi phục sau đó mình và long tĩnh nhiên sẽ phải rời khỏi long tiêu mặc dù khôi phục tu võ thiên phú nhưng muốn đuổi kịp long dược các người còn cần một ít thời gian diệp thần dứt khoát trực tiếp ra tay giúp hắn thu phục long gia mọi người nào dám chút nào không vâng lời liền sống sót đều là vạn hạnh à?" ở long dược dẫn đầu hạ bọn họ từng cái quỳ xuống đất leo đến long tiêu trước người cầu xin gia chủ trước kia chúng ta có mắt không chồng mạo phạm ngài xin ngài trách phạt bọn họ biết hiện tại mạng mình đã nắm ở long tiêu trong tay long tiêu nghe vậy nhàn nhạt, nhạt nói chuyện trước kia ta không nhắc chuyện cũ bất quá đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng hắn ánh mắt chớp động mặc dù là dựa vào diệp thần đoạt lại long ra nhưng lấy long tiêu kiêu ngạo chỉ sẽ hơn nữa cố gắng tu hành, dựa vào mình thực lực, chấn phục chúng người. Mọi người vui mừng, dối rít kêu, ừ. Diệp thần thấy vậy, nhưng là mỉm cười nói, Long Tiêu, chúng ta cũng nên đi rõ ràng sát suối. Long Tiêu mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, ừ, Diệp công tử. Mỗi lần ở rõ ràng sát suối, cùng Diệp thần tiến hành rõ ràng sát, hắn đều có thu hoạch không nhỏ. Hai người thân hình động một cái, từ Long ra biến mất, mà Long ra mọi người, nhưng vẫn quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. Mười ngày sau đó, rõ ràng sát suối bên trong sát khí lăn lộn, một thanh trường kiếm treo ở suối lên, huyết quang lớn thả, đem thông thiên sát khí, toàn bộ trấn áp, mà một người mặt mũi thanh tú thiếu niên đứng trước tại bên suối, toàn bộ tinh thần chăm chú dẫn động nồng nặc kia vô cùng sát khí. Mà ở suối nước nóng dưới hơi nước thì có một nam một nữ, toàn thân ngâm không có ở nước suối bên trong. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần thần sắc động một cái, trong mắt mơ hồ thoáng qua vẻ vui mừng, hắn vung tay lên, liền đem sát kiếm thu hồi, suối bờ nước thiếu niên, lúc này dừng lại, lại nữa dẫn động long tĩnh nhiên trong cơ thể sát khí, long tiêu có chút nghi ngờ nhìn lướt qua rõ ràng sát suối, khoảng cách sát khí bão hòa hẳn còn có một chút chênh lệch, diệp thần làm sao dừng lại? chẳng lẽ nói? nghĩ tới đây, long tiêu giống vậy ánh mắt sáng lên, nhưng vào lúc này, diệp thần trong ngực tên kia cô gái tuyệt đẹp, xinh đẹp tuyệt trần hơi cao lại, chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Nàng có chút nghi ngờ nhìn chung quanh xem, tựa hồ còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nam tử ở bên tai của nàng vang lên. "Ngươi tỉnh? Đây là..." Long Tĩnh Nghiên mới đột nhiên phát hiện mình. Mình thật giống như bị một người đàn ông ôm, hơn nữa, vẫn là ở suối nước nóng bên trong, da thịt dính nhau như vậy. Hình ảnh này quá mập mờ. Nếu không phải hiện tại trên người mình còn mặc quần áo mà nói, Long Tĩnh Nghiên sợ rằng tại chỗ thì phải mất lý trí. Bất quá, dù vậy, nàng cũng là mặt đầy đỏ ửng, quanh thân sát ý cuồn cuộn. Bên suối Long Tiêu cảm nhận được vậy tuyệt mạnh sát ý, không khỏi được sắc mặt liền trắng, về phía sau liền lùi lại mấy bước, hơi sững sờ, cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhưng là cười nhạt, Long Tĩnh Nhiên vẫn là cùng làm lúc mới gặp mặt như nhau, hơi một tí, liền muốn ghét người dáng vẻ. Hắn cô gái trong ngực, chờ xoay người, cả người linh lực sao động, rõ ràng sát suối ở giữa nước suối cũng làm kích động mà trong tay của nàng còn nắm một thanh trường kiếm. Có thể làm nàng thấy rõ ràng trước mắt chàng trai mặt mũi sau đó, mặt đẹp bên trên nhưng là hiện lên lau một cái vẻ ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, diệp thần. Vậy sát ý kinh thiên, cũng ở đây ngay tức thì tiêu tán, thiên địa phục thuộc về bình tĩnh, hai người đứng ở suối nước nóng bên trong. Đôi mắt nhìn nhau, hơi nước lững lờ, bầu không khí, trong chốc lát có chút cờ bay phất phới. Diệp thần cân nhắc nhìn trước mắt cô gái tuyệt đẹp nói, làm sao? Thật bất ngờ sao? Vẫn là nói, thấy ta sau này, ngươi hối hận nhanh như vậy từ trong ngực ta đi ra. Ngươi, Long tĩnh nhiên nghe vậy, mặt đẹp hơn nữa đỏ ửng liền một phần, xấu hổ kiều quát một tiếng, có thể đáy lòng, nhưng không khỏi dâng lên một đạo dòng nước ấm. Ngày đó, nàng vận dụng phong sát thân thể, từ diệp thần trong cơ thể hấp thu chính là xuất xứ từ chấn kiếm thạch. Tinh thuần vô cùng cực sát chi khí, có thể không có dễ dàng như vậy hóa giải, chắc hẳn Diệp Thần vì cứu mình, hao tốn không thiếu tâm tư chứ. Diệp Thần đột nhiên thân hình động một cái, đi tới Long Tĩnh Nhiên bên người, đối với nàng cười một tiếng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, ngươi cũng hẳn thật tốt theo ta nói một chút, ngày đó cứu ta nguyên nhân. Long Tĩnh Nhiên vẫn còn là đỏ mặt, tới một cái nàng trong cơ thể còn có một chút lưu lại cực sát chi khí, không thích hợp tùy ý vận dụng linh lực. Thứ hai, những ngày qua, Diệp Thần vì giúp nàng rõ ràng sát, Sợ rằng đã đụng chạm mình không biết bao nhiêu lần. Huống chi, nàng phụ thân đã sớm đã thông báo nàng. Ba người rất nhanh quay trở về Long gia, Diệp Thần cùng Long Tĩnh Nghiên nói lên chém chết Du Diệt Vân. Du Tuyền Nhi cho biết người đời, tiến vào thứ nhất thần quốc, tìm được Long gia, tiến hành rõ ràng sát cùng chuyện. Mà Long Tĩnh Nghiên cũng đem mình phụ thân năm đó dặn dò, nói ra. Nguyên lai, like, Long Tĩnh Nghiên phụ thân năm đó phát hiện Long gia người có phong sát thân thể mặc dù có thể luyện hóa sát khí, nhưng giống nhau, phong sát thân thể cũng trở thành người long gia hạn chế. Tu vi càng mạnh mẽ, càng cần hấp thu vô cùng là tinh thuần cực sát chi khí, vì vậy, hắn rời đi long gia, đi tìm có tinh thuần sát khí địa phương, cuối cùng, hắn đi tới cực sát chi quốc. Long Tĩnh Nghiên phụ thân phát hiện, nếu như muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết phong sát thân thể vấn đề, chỉ có dùng trong thánh địa phong ấn sát kiếm, tiến hành loại sát. Loại sát, danh như ý nghĩa, liền đem trình độ cao nhất tinh thuần sát khí loại vào bên trong cơ thể lâu ngày để cho cái này sát loại cùng huyết mạch tương hợp võ giả trong cơ thể có thể tự thành sinh ra sát khí làm một mẻ khỏe suốt đời hơn nữa như vậy thứ nhất phong sát thân thể vậy sẽ tăng lên đến tầng thứ cao hơn không lúc nào cường hóa tu võ giả thể chất cho dù cực kỳ nhỏ quanh năm mệt mỏi thắng gót nhặt tới mang tới chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng có thể cuối cùng hắn thất bại nhưng hắn trước khi chết dặn dò long tĩnh nhiên tương lai nếu là có nam tử có thể lấy ra sát kiếm người kia chính là long tĩnh nhiên phải đi theo người thậm chí là vì người đàn ông này chết nói cách khác đã sớm ở rất nhiều năm trước long tĩnh nhiên phụ thân liền xác định hết thảy mà lấy ra sát kiếm ở long tĩnh nhiên trong suy nghĩ vẫn là một kiện vô cùng thần thánh chuyện dẫu sao phụ thân vì thế trả giá sinh mạng mà liền nàng vô cùng tôn kính phụ thân cũng không có làm được chuyện diệp thần làm được làm diệp thần tay cầm sát kiếm xuất hiện ở nàng trước mặt một khắc kia long tĩnh nhiên bên trong tim liền mơ hồ là chấn động hơn nữa làm như vậy không chỉ là vì chính nàng cũng là vì toàn bộ long gia cùng với con cháu đời sau cái này đồng dạng cũng là nàng phụ thân mơ ước diệp thần càng nghe diễn cảm càng phát ra cổ quái mà long tĩnh nhiên mặt đẹp mắc cửa đỏ bừng đã sớm cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất long tĩnh nhiên vóc người cây trình độ ở thần quốc cũng không có mấy người có thể so với hơn nữa long tĩnh nhiên đã cứu diệp thần diệp thần như nói không có cảm giác nào đó là giả bất quá loại chuyện này diệp thần gần đây cho rằng thuận theo tự nhiên liền tốt lúc này hắn nhận lấy long tĩnh nhiên đưa cho hắn một cái ngọc giản phía trên ghi lại nàng phụ thân sáng chế loại sát phương pháp ba ngày sau diệp thần tay cầm sát kiếm đứng ở trong viện mà long tĩnh nhiên cùng long tiêu thì ngồi xếp bằng tại trước người hắn đôi mắt khép hờ bão nguyên thủ một đột nhiên diệp thần trong tay sát kiếm huyết quang bạo tránh tinh thần cực kỳ cực sát chi khí theo huyết quang xông ra ở diệp thần dưới sự khống chế hóa là hai quả đen nhánh phủ văn cái này trên phủ văn ôm mang chớp mắt liền bắn vào long tĩnh nghiên hai người ấn đường bên trong long tĩnh nghiên hai người đều là nhướng mày một cái trên mặt hiện ra một chút miễn cưỡng vẻ trong cơ thể sắc khí lăn lộn thấm vào xương tủy huyết mạch nàng hai người đành phải điên cuồng vận chuyển phong sát thân thể, toàn lực trấn áp mới có thể phòng ngừa sát khí bùng nổ. Diệp thần ngương mắt nhìn hai người, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn lúc đó, có thể ngay tức thì ra tay. Lại qua ba ngày, Long Tĩnh Nhiên cùng Long Tiêu, rốt cuộc chân mày giãn ra, hai người trước sau mở ra hai tròng mắt, trong mắt đều là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Loại sát, thành công. Từ nay về sau, các nàng lại cũng không cần dựa vào bên ngoài sát khí, thỏa mãn phong sát thân thể, thậm chí có thể nói, bọn hắn tu võ tư chất đều tăng lên một tầng thứ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên thần sắc động một cái, một quả ngọc bài xuất hiện ở trong tay hắn, chính là Tống Kim Nghĩa giao cho hắn thần minh tín vật. Tập 1439 Diệp Thần đem thần niệm, chìm vào ngọc bài bên trong, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, tĩnh nhiên, người thân thể, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, trước ở long gia tĩnh dưỡng, ta có chuyện phải xử lý, được tạm thời rời đi. Thứ nhất thần quốc thần minh bên trong, lúc này, đang có mười mấy tên thanh niên trai gái tụ tập ở một nơi cao lớn hoa lệ trong đại điện. Trong đại điện, đặt vào một cái bàn dài, hai bên bàn dài, cộng thiết lập có 12 cái chỗ ngồi. Lần này thất đại thần quốc, chung nhau đòi ma, trừ thứ nhất thần quốc gia, cái khác sáu đại thần nước, đều là phái tới hai người tiến hành trợ giúp. Đừng xem nhẹ cái này hai người, mỗi một thần quốc phái ra hai người, một người trong đó, đều là thần quốc ở giữa người bảo vệ, dẫu sao, đi còn hai nước, có bổn quốc người bảo vệ, sẽ ung dung rất nhiều. Mấu chốt, ở chỗ một người khác. Lần này đòi ma, sự quan trọng đại, mỗi cái thần quốc cũng không có chút nào ý khinh thị. Tới đòi ma một người khác, đều là tất cả lớn trong thần quốc, cầm xuất thủ thanh niên thiên tài tồn tại. Mà tòa đại điện này, chính là làm cho này sáu đại thần nước khách tới, chuẩn bị phòng họp. Bất quá lúc này trong đại điện rất nhiều người, thân sắc cũng không quá xinh đẹp, bởi vì bàn dài trên 12 cái vị trí, có một vị trí là trống không. Mà ở trống kia chỗ ngồi bên cạnh, ngồi một người khí chất đẹp lạnh lùng cô gái tuyệt đẹp, chính là Đồ Lan Tâm. Nơi đó là thứ bảy thần quốc chỗ ngồi. Lần hội nghị này là thứ hai thần quốc trí cường giả nơi tổ chức, có thể diệp thần, nhưng là chậm chạp không có phát hiện thân, bọn họ đã ở nơi này chờ diệp thần, sắp nửa giờ tất cả quốc chi người, đặc biệt là những cái kia trí cường giả bên trong, không ít người, sắc mặt đều là một phiến âm trầm. Bọn họ thân là tất cả nước thanh niên bên trong trí cường, ở trong nước bên trong, đều là trí cao vô thượng tồn tại, lúc nào, cùng hơn người. Bất quá, quỷ dị chính là, những thứ này trí cường bên trong một số người, cùng với phần lớn người bảo vệ, nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có bộ dáng tức giận. Tại sao? Bởi vì, những người này là tiến vào qua thần nguyên bí cảnh. Diệp thần ngày đó ở trong bí cảnh Chém chết khổng tiên Cho bọn họ lưu lại ấn tượng Quá sâu khắc Ngồi ở thủ tọa bên trên Là một nam một nữ Nam tướng mạo anh Tuấn Màu da trắng nõn Cằm hơi có vẻ nhọn tiếu Nhưng không mất anh khí Sống mũi cao rất Một đầu tóc dài màu bạc Bù sù đầu vai Mặc một kiện mặt liệu đắt tiền trường bào màu đen Cùng tóc bạch kim trắng da Tạo thành rõ nét so sánh Tăng thêm lạnh lùng Làm người khác chú ý nhất phải thanh niên này con người chỗ sâu, lại có bạc mang cuồn cuộn. Người này, bất ngờ là một người thứ hai thần quốc cổ thần thể thiên tài, hơn nữa là không có tiến vào qua thần nguyên bí cảnh cổ thần thể thiên tài. Thông thường mà nói, tiến vào thần nguyên bí cảnh võ giả cũng sẽ không bị vị diện lực kích thích, thức tỉnh cổ thần thể. Bọn họ tu võ căn cơ, hơn nữa vững chắc, theo thời gian đưa đẩy, sẽ dần dần cùng cổ thần thể thiên tài, kéo ra tranh lệch. Nhưng, sơ kỳ lúc đó, một ít tư chất vô cùng là nghịch thiên cổ thần thể thiên tài nhưng có thể nghiền ép những cái kia bị chọn chúng tiến vào thần nguyên bí cảnh võ giả cái này thứ hai thần quốc nam tử hiển nhiên chính là như vậy tồn tại hắn chính là hôm nay thứ hai thần quốc thiên tài võ giả phong thiếu vũ phong thiếu vũ cũng là tại chỗ một đám võ giả bên trong thực lực cường đại nhất tồn tại tu vi hỗn độn cảnh chín tầng trời hơn nữa nghe nói phong thiếu vũ thức tỉnh thượng cổ thần thể mặc dù là ở căn nguyên lực dưới sự kích thích thức tỉnh, nhưng cũng là trình độ cao nhất cường đại tồn tại, thậm chí đủ để sánh bằng chân chính cổ thần thể. Chân thực sức chiến đấu, thậm chí không cách nào lường được. Hôm nay, thứ nhất thần quốc đại biểu, tựa hồ bởi vì là đặc thù gì nhiệm vụ mà không cùng mọi người gặp mặt. Cho nên, lần này chung nhau đòi ma, ở thứ nhất thần quốc trí cường còn chưa có xuất hiện dưới tình huống, mọi người nhất trí đề cử phong thiếu vũ, thành tựu tạm thời lĩnh đội. Sở dĩ, muốn chọn ra một người lĩnh đội là bởi vì là thần minh bên kia truyền đến tin tức, bọn họ tựa hồ phát hiện vậy thiên ma tung tích. Kế tiếp một đoạn thời gian, cái này sáu đại thần nước trí cường, hẳn thì phải chung nhau hành động, nếu là chung nhau hành động, như vậy tự nhiên, liên cần một cái lĩnh đội. Cho dù bọn họ cũng không có so kiêu ngạo, nhưng trong lòng cũng biết, đối mặt cái này từ lần trước nhân ma đại chiến bên trong, còn sống sót quỷ dị thiên ma, mỗi người là chính, một đám cát rời rạc, Tuyệt đối không là một chuyện tốt. Phong thiếu vũ ở thứ hai thần quốc, chính là ở lâu lên trước tồn tại, hắn từ nhỏ xuất thân từ một các gia tộc Phong gia, từ nhỏ liền bị làm người lãnh đạo đào tạo, cũng chính vì vậy, con em đại gia tộc đối với quyền lực thường thường đều có một loại khác với thường nhân khát vọng. Cho nên, đối với lĩnh đội một chức, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí, một được tuyển làm lĩnh đội chi chức, Phong thiếu vũ liền lập tức tổ chức lần hội nghị này. Mà ngồi ở Phong thiếu vũ bên cạnh là một người tóc đen huyết mâu, dung nhan vô cùng là tinh xảo làm người hài lòng, vóc người cao gầy, ăn mặc bộ màu trắng quần lụa mỏng cô gái. Nàng là thứ hai thần quốc người bảo vệ, tên là Vân Tử Anh. Lúc này, Vân Tử Anh mặt đẹp bên trên, khá là bình tĩnh, chỉ là có chút lo lắng nhìn về phía Phong Thiếu Vũ, nàng biết, Phong Thiếu Vũ từ trước đến giờ không phải cái gì tốt nóng này. Nếu không phải mình âm thầm ngăn, sợ rằng hắn hiện tại đã sớm bộc phát. Nhưng mà, nàng biết phong thiếu vũ sắp đến cực hạn, tiếp tục như vậy nữa, cho dù là nàng, vậy không ngăn được. Phong thiếu vũ anh Tuấn gương mặt bên trên, đã sớm hiện đầy mây đen, trong mắt sấm bạo tránh, ánh mắt kia, giống như muốn đem cả thế giới, cũng phách thành phấn vụn vậy. Từng tia khí tức cuồng bạo, từ trên người, dạo rực ra. Nguyên bản, có thể chỉ huy tất cả đại thần nước trí cường tồn tại, là một kiện để cho hắn khá là vui thích chuyện, nhưng ai có thể nghĩ đến, lần đầu tiên hội nghị, hắn, liền bị người thả chim bổ câu. Hơn nữa, vẫn là nhỏ yếu nhất thứ bảy thần quốc võ giả. Hắn mặc dù không có tiến vào qua thần nguyên bí cảnh, nhưng cũng đã nghe nói qua diệp thần sự tích, dẫu sao, diệp thần ngày đó chém chết khổng tiên. Trong cự vạn pháp tông lão tổ hàng linh khí tức nhất kích quá mức rung động, sớm bị thần nguyên bí cảnh trở về võ giả, mang về bổn quốc, ở tất cả đại thần quốc đô truyền khắp. Hơn nữa càng truyền càng mơ hồ, phong thiếu vũ muốn không biết đều khó bất quá phong thiếu vũ cũng không có cầm diệp thần làm làm một lần chuyện tiến vào thần nguyên bí cảnh rất giỏi lắm ha ha thần nguyên bí cảnh võ giả không như thường bị hắn dẫm ở dưới chân chém chết khổng tiên thì thế nào ở hắn xem ra khổng tiên cũng không quá như vậy thôi hơn nữa cái này còn rất có thể có nghe đồn bậy bạ thành phần nói không chừng thằng nhóc này căn bản không có mọi người tưởng tượng bên trong cường đại như vậy có thể hiện tại hắn liền bị một người đến từ thứ bảy thần quốc tiểu tử thả chim bồ câu ở phong thiếu vũ xem ra diệp thần chính là không phục hắn chính là lấy là mình giết khổng tiên liền vô địch thì có tư cách khiêu chiến uy nghiêm của hắn cùng quyền lực ha ha cái này đối với phong thiếu vũ mà nói không thể nghi ngờ là một loại làm nhục từ nhỏ đến lớn tới tay quyền lực hắn cho tới bây giờ không để cho đã đi ra ngoài hắn không để ý Vân Tử Anh ánh mắt ám chỉ, sắc mặt trầm xuống, hướng về phía ngồi ở hạng chót Đồ Lan Tâm nghiêm túc quát một tiếng nói. Đồ Lan Tâm, các ngươi thứ bảy thần quốc cái đó gọi Diệp Thần, làm sao còn chưa tới? Không biết bởi vì hắn, làm trễ nãi mọi người nhiều ít thời gian sao? Nếu như đòi ma chuyện, xảy ra vấn đề gì, các ngươi có thể tha thứ nổi. Ha ha, các ngươi thứ bảy thần quốc, thật là bùn nát đỡ không nổi tường à, kéo chân sau, thủy chung là kéo chân sau tồn tại đồ lan tâm nghe vậy nga mi hơi nhăn cái này phong thiếu vũ thái độ quá kém thậm chí cũng trực tiếp làm nhục thứ bảy thần quốc mọi người mặc dù đẩy chọn hắn thành tựu lĩnh đội nhưng trên bản chất tất cả đại thần nước võ giả đều là bình đẳng tồn tại lĩnh đội có thể lãnh đạo có thể quyết định phương hướng nhưng không đại biểu phong thiếu vũ có thể dùng loại giọng nói này trách móc nàng cũng không thể trực tiếp làm nhục nàng thần quốc đồ lan tâm nghe vậy lạnh lùng nói Phong công tử, ta đã nói qua, Diệp thần trước có chuyện, hôm nay đã toàn lực chạy tới. Hắn tới trễ, ta thay hắn hướng chư vị ngồi ở đây nói xin lỗi, các vị chẳng ngờ chờ, bắt đầu trước hội nghị chính là. Thậm chí, các ngươi muốn đem thứ bảy thần quốc, bài trừ ở ngoài, chúng ta cũng không có ý kiến, đến lúc đó, thứ bảy thần quốc, có thể hành động đơn độc. Nàng biết, Phong Thiếu Vũ sở dĩ nổi giận, căn bản không phải bởi vì thương nghị đòi ma chuyện, Diệp Thần không có ở đây nguyên nhân. Diệp Thần không có ở đây thì thế nào, mình chẳng lẽ không có thể truyền đạt hội nghị nội dung sao? Phong Thiếu Vũ tức giận, là bởi vì là cảm giác quyền lực của mình bị dao động. Đối với Phong Thiếu Vũ cái này loại thích đùa bỡn quyền thuật người, Đồ Lan Tâm cho rằng do hắn tới chỉ huy đòi ma chuyện, chưa chắc là một chuyện tốt, huống chi, cho dù Phong Thiếu Vũ phải đem thứ bảy thần quốc bài trừ ở ngoài, Đồ Lan Tâm cũng không cho rằng có cái gì gây gớm, đối với Diệp Thần thực lực, Đồ Lan Tâm có tuyệt đối tự tin. Diệp thần, đủ để một mình phụ trách một phía. Ngươi nói gì sao? Phong thiếu vũ, chán gân xanh cùng nhau, cả người bắp thịt căng thẳng, lửa giận đằng đằng, chặt chẽ nhìn chằm chằm đồ lan tâm, giống như một đầu muốn cắn người khác giống như dã thú. Nữ nhân này, bất quá là một người hỗn độn cảnh hậu kỳ tồn tại, lại dám ở tất cả nước trí cường trước mặt, công khai không vâng lời mình. Hắn hiện tại hơn nữa tin chắc, Diệp thần chính là muốn khiêu chiến quyền uy của mình, cùng mình đoạt cái này lĩnh đội chức, hết thảy các thứ này đều là diệp thần an bài thiếu vũ vân tử anh liền vội vàng kéo lại cơ hồ muốn đứng dậy phong thiếu vũ khuyên can mọi người đều là là đòi ma tới diệp công tử tới trễ cũng là chuyện gia có nguyên nhân đồ tiên tử đã nói xin lỗi cần gì phải tổn thương hòa khí đâu nàng không khuyên khá tốt cái này một khuyên phong thiếu vũ nhưng là hơn nữa tức giận liền vân tử anh đều không đứng ở hắn bên này thằng nhóc này rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người Chẳng lẽ mình còn không bằng một cái thứ bảy thần quốc phế vật? Đây là, ngồi ở thứ hai thần quốc đầu dưới, một người mặc hồng bào, mặt mũi nhìn như có chút thô bỉ trắng bệch. Một bộ chơi bời quá độ hình dáng, trong mắt hồng mang lóe lên chàng thanh niên khá là khinh miệt cười nói. Ha ha, các vị cũng không biết, cái này diệp công tử phô trương nhưng mà quá lớn à, các người biết không? Đoạn thời gian này, hắn một lần, cũng không có ở thần minh hiện thân qua, thần minh phân phối xuống nhiệm vụ, đều là vị này đầu tiên tử hoàn thành. Hàn Liếc đồ Lan Tâm một mắt, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, cân nhắc nói được, đồ tiên tử, cái này loại người đàn ông có gì tốt? Không bằng đi theo ta gia nhập chúng ta Thứ Ba Thần Quốc. Ha ha, ta Tiêu Báo bảo đảm, ngươi sẽ không hối hận. Người này chính là Thứ Ba Thần Quốc thanh niên đệ nhất cường giả, Tiêu Báo. Thứ Ba Thần Quốc ở thần nguyên trong bí cảnh toàn diệt, Tiêu Báo tự nhiên cũng không có chính mắt thấy Diệp Thần cùng Khổng Tiên đánh một trận. Đối với Diệp Thần, có thể nói không có chút nào kính sợ ngược lại cùng phong thiếu vũ như nhau khá là khinh thường đồ lan tâm trong con ngươi hàn mang chớp mắt nói ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một điểm tiêu báo thờ ơ nhún nhún vai đối với đồ lan tâm uy hiếp không thèm để ý chút nào hắn tu vi không thấp há lại sẽ sợ đồ lan tâm ngược lại hắn nhìn đồ lan tâm ánh mắt hơn nữa không chút kiên kỵ tiêu báo trong lòng ngầm tối tăm cười lạnh nói phụ nữ thúi dám chống đối lão tử ha ha tìm một cơ hội nhất định phải cầm ngươi thu vào tay đến lúc đó ngươi biết khóc đối với bổn công tử nhận sai chứ tiêu báo sở dĩ nói lời nói này là vì lấy lòng phong thiếu vũ tỏ rõ lập trường loại thời điểm này đứng đội rất trọng yếu dẫu sao đòi ma chuyện vô cùng là nguy hiểm hắn có thể không có hứng thú làm con chốt thí quả nhiên phong thiếu vũ tán thưởng nhìn hắn một mắt cái khác mấy người thấy vậy do dự một chút lại có người mở miệng nói đúng vậy phong công tử bây giờ là chúng ta lĩnh đội đồ tiên tử ngươi nói lời như vậy đối với lĩnh đội quá không tôn trọng. Đúng, hẳn hướng phong công tử nhận sai. Thứ bảy thần quốc mới vừa bị chúng ta mấy đại thần nước đồng ý không lâu thì phải làm đặc thù sao. Ở tiêu báo dưới ảnh hưởng, những người này vậy dối rít tỏ thái độ, sợ mình đứng đội chậm, rước lấy phong thiếu vũ chán ghét. Tu võ người đều là vô cùng thực tế, diệp thần ban đầu ở thần nguyên trong bí cảnh là rất mạnh, rất khủng bố. Có thể bây giờ thực lực thì như thế nào chứ, phong thiếu vũ, nhưng mà thật hỗn độn cảnh 9 tầng trời tồn tại à. Hỗn độn cảnh càng phía sau, nhất tầng thiên trên lệch chính là rãnh trời. 9 tầng trời cường giả thậm chí có thể chu diệt trăm vị tầng 8 thiên cường giả. Diệp thần lại nghịch thiên, vậy rất có thể không phải phong thiếu vũ đối thủ. Cho nên, bọn họ đều lựa chọn, đứng ở phong thiếu vũ bên này. Phong thiếu vũ nghe vậy, nhìn về phía đồ lan tâm ánh mắt, càng ngày càng đắc ý, hắn mặt lộ vẻ cười nhạt cùng vẻ châm chọc nói, đồ lan tâm, ngươi nghe sao? Bổn công tử hiện tại cho ngươi cái cơ hội, vì ngươi mới vừa rồi thất lễ, nói xin lỗi, quỳ xuống cũng không cần, đi ngay cho bổn công tử, rót một ly quán ba. Trong đại điện, lâm vào một hồi yên lặng. Chỉ chốc lát sau, đồ lan tâm lại là thật đứng lên, phong thiếu vũ thấy vậy, khóe miệng châm chọc ý, càng rõ ràng, đậm đà. Mà cái khác một ít tu võ người, chính là hơi sững sờ, Đồ Lan Tâm ở thần nguyên bí cảnh, có thể là vì Diệp Thần. Đối với Khổng Tiên xuất thủ cô gái à, chẳng lẽ nàng thật cấp cho Phong Thiếu Vũ rót rượu? Có thể một khắc sau, Đồ Lan Tâm lại là vừa quay người, trực tiếp hướng đại điện ngoài cửa đi. Mọi người thấy vậy, sắc mặt đều là biến đổi, vô cùng khiếp sợ nhìn Đồ Lan Tâm rời đi hình bóng. Cái này là chút nào không cho Phong Thiếu Vũ mặt mũi à? Cũng tương đương với trực tiếp đánh mặt chứ. Bọn họ tiểu mắt hướng Phong Thiếu Vũ nhìn, chỉ gặp lúc này, Phong Thiếu Vũ mặt đầy vẻ dữ tợn, hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Hắn đột nhiên đứng dậy, ầm một tiếng, cả người hỗn độn cảnh tầng 8 thiên hơi thở bùng nổ, nghiêm túc quát một tiếng nói, ai cho phép ngươi rời đi? Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện không khí tựa như cũng làm động lại, nguyên bản hướng đi ra ngoài điện đồ lan tâm, mặt đẹp một trắng, mắt đẹp bên trong, loé lên vẻ kinh hãi, ở kinh khủng này hơi thở dưới, nàng đừng nói bước ra một bước, liền ngay cả động động ngón tay lực lượng cũng không có à. Tựa như bị đông cứng ở cái này trong đại điện vậy. Đến đây là hết tập 1435 đến 1439 rồi nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em ạ. À.